này chị còn giúp nào? Con em không biết đâu. Thôi thôi, chờ tí đi hỏi Tiên Thông Tháo với chị. Rời với nhau cả mà làm sao mà còn khó tính thế? Đi đi. Ừ, bây giờ giúp bọn em nhé. Mấy em thỏ ngọc của em làm mất đèn thần mất rồi. Giúp bọn em tìm lại đi. Ngươi không biết ta là ai à? Ta là Tiên Thông Thái. Ngươi chưa đến thì ta đã biết hết mọi chuyện rồi. Nhưng ta có một quy định của ta. Muốn ta giải đáp thì phải vượt qua một thử thách của ta. Gớm. Một điều kiện chứ 10 điều kiện em cũng chết. Thử thách mang tên vượt rào. Các bạn nhỏ giúp bọn tớ nhé. Có giúp không nào? Nhớ nhé, giúp nhé. Rồi, bây giờ luật chơi thế nào đây? Các ngươi phải chia làm nhiều đội nhỏ. Cầm bóng ngay và xếp chữ. Đội nào xếp. Đội nào xếp được nhiều chữ thạch nhanh nhất ta sẽ giải đáp thắc mắc cho các ngươi. Ok, vậy các bạn nhỏ giúp bọn tớ nhá. Nào các anh chị giúp các bạn nhỏ giúp bọn tớ nào.